Kiwin S, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Vang Lai Đồng Nai đã làm nên chiến thắng đầy cảm xúc ở chặng đồng đội tính giờ tại Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 33 năm 2021. Non sông liền một giải, niềm tin chiến thắng HTV Tôn Đông Á. Nội dung mà các học trò huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt thống trị trong suốt 7 năm qua. Họ đã làm điều đó như thế nào? Vua nước rút sẽ mang đến câu trả lời ngay sau đây. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Con người, trang bị và chiến thuật, đó là ba yếu tố quyết định thành tích của các đội trong xe đạp đường trường. Và trong nội dung đồng đội tính giờ, tầm quan trọng của ba yếu tố này càng trở nên rõ nét. Về trang bị, Bike Life Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh có thể xem là đơn vị có điều kiện tốt gần như nhau. Xét về con người, Thành phố Hồ Chí Minh Vinama được đánh giá mạnh đều, trong khi Bike Life Đồng Nai có sự chênh lệch trình độ lớn giữa các thành viên. Điều đó khiến mỗi đội phải có tính toán chiến thuật khác nhau trong chặng 8. Thành phố Hồ Chí Minh Vinama chủ động duy trì đủ 7 máy kéo, trong khi Bike Life Đồng Nai chọn chiến thuật hy sinh những tay đua yếu để đẩy tốc độ lên cao nhất ngay từ vòng đầu. Chúng ta đang thấy đây là đội Bike Life Đồng Nai, họ vẫn đang duy trì tốc độ mà Việt đang ước tính tầm khoảng 48-49 km/h. Đội Bike Life Đồng Nai đã hoàn thành vòng đua đầu tiên với thời gian là 15 phút 48 giây. Cho thấy 7 máy kéo của đội Vinama Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang giữ điều với những nguồn chân và tốc độ rất cao. Thành tích của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama là 15 phút 52 giây để hoàn thành vòng đua đầu tiên. Như vậy là đội Bike Life Đồng Nai đang là đội đứng đầu và đang hơn với đội Vinama Thành phố Hồ Chí Minh là 4 giây. Trong tình thế này, Nguyễn Trường Tài cùng các đồng đội với lợi thế quân số buộc phải đẩy tốc độ lên cao hơn ở vòng 2 để chiếm lại vị trí dẫn đầu. Nhưng giãn cách tiếp tục được nới rộng. Đó là Bikefly Đồng Nai và lúc này chỉ đang thi đấu với 6 tay đua ở trong đình. Một tay đua đã bị rớt lại sau vòng đầu tiên. Bikefly Đồng Nai sau 2 vòng đua họ đang có thành tích là 31 phút và 33 giây. Và thành tích của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama sau 2 vòng là 31 phút 40 giây. Họ vẫn đang nhiều hơn đội Bike Life Đồng Nai là 7 giây. Tại vì các anh em cũng đã gắng nỗ lực duy trì ở cái tốc độ cao thì sẽ có anh em sẽ mệt ngợp và sẽ có triệu chứng quải, cho nên là sẽ có vận động viên bị văng ra. Sang đến vòng cuối, chênh lệch về nhân sự đã quá rõ ràng. Các học trò huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt vẫn còn đủ 7 mắt xích, trong khi huấn luyện viên Đặng Ngọc Tú chỉ còn 5. Lấy 7 đấu 5, nhưng vòng 3, Nguyễn Trường Tài cùng các đồng đội chỉ gỡ lại được 1 giây. Còn ở trên mình đây là Bikefly Đồng Nai với 5 tay đua còn lại. Và Bikefly Đồng Nai đã vượt qua đích để hoàn thành chặng đua đồng đội tính giờ. Thì thành tích của Bikefly Đồng Nai 47 phút 23 giây. Thì chúng ta thấy đội hình của ekip Thành phố Hồ Chí Minh Vinama cũng đã vượt qua đích đến để hoàn thành 3 vòng đua trong chặng đồng đội tính giờ ngày hôm nay. Thành tích của ekip Thành phố Hồ Chí Minh Vinama 47 phút 29 giây. Một vòng cuối thì đội em đang thua, đang báo giờ là thua Bike Life 5 giây, thì đội em thì cố gắng bung hết sức, ai cố dính được thì dính thôi, còn không thôi thì có thể rớt lại để có thể mà gõ lại dây của Bike Life để có thể giành chiến thắng hôm nay, nhưng mà không đạt mong muốn của đội em. Chúng tôi đã nỗ lực trong từng chặng đua và chặng này cũng vậy. Thành quả hôm nay là sự đền đáp xứng đáng những nỗ lực đó của cả tập thể. 1/3 chặng đường vừa qua chúng em phải canh điểm rơi làm sao. Hôm qua và phải nói là một ngày hồi phục của đội, của tất cả đội, và đã đúng điểm rơi phong độ đến ngày hôm nay. Anh em phải nói là thi đấu hơn 100% sức. Chúng em đã cố gắng rất nhiều rồi. Chúng em mới làm được. Yeah!
Những giọt nước mắt của đội trưởng Nguyễn Hoàng Sang là những giọt nước mắt hạnh phúc. Đó là niềm hạnh phúc khi những nỗ lực miệt mài sau nhiều năm của tay đua 28 tuổi cùng các đồng đội đã mang đến quả ngọt. Đó là 6 giây khoảng cách quý giá với Thành phố Hồ Chí Minh Vinama trong cuộc tranh chấp danh hiệu áo vàng chung cuộc. Niềm mơ ước của thầy trò huấn luyện viên Đặng Ngọc Tú trong nhiều năm kể từ khi trở lại với cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017. Dược Domesco Đồng Tháp, tuy để mất áo vàng nhưng khoảng cách giữa Nguyễn Tấn Hoài và Luis Detriac chỉ là 26 giây. Nếu tận dụng tốt cơ hội ở cú nước rút trong những chặng còn lại, với 10 giây thưởng cho tay đua về nhất, Tấn Hoài hoàn toàn có thể mơ về chiếc áo vàng. Trong khi đó, đương kim áo vàng Javier Perez cùng tập thể Thành phố Hồ Chí Minh chắc chắn sẽ tính toán mọi ý đồ chiến thuật, chắc chiêu từng cơ hội nhỏ nhất để lật ngược tình thế. Bất ngờ lớn nhất từ đầu cuộc đua đã xuất hiện ở chặng 8 với sự vươn lên của Bay Lai Đồng Nai ở nội dung đồng đội tính giờ. Cục diện mới trong cuộc tranh chấp các danh hiệu đã xuất hiện. Điều đó chắc chắn hứa hẹn 2/3 chặng đường còn lại của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 sẽ vô cùng kịch tính. Trước mắt là chặng chính ngày mai 15 tháng 4 từ Nghệ An đi Quảng Bình, chặng dài nhất cuộc đua năm nay, 199 km. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.